Tô Lâm xin chào tất cả các bạn click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là hai mẫu xe côn tay đến từ hai ông lớn ở Nhật Bản là Honda và Yamaha. Cụ thể là dòng xe Honda Winner XV4 năm 2024 và mẫu xe Exciter phiên bản 1:5 cũ của năm 2024 các bạn nha. Mình quay cận cảnh trực tiếp tại xe máy nhập khẩu Tân Tạo với địa chỉ cụ thể 1164 đường tỉnh 85 tỉnh lộ 10 phường Tân Tạo quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh. Mình sẽ quay trước nha, với những phiên bản trang bị hệ thống phanh đĩa và không có ABS trước đã. Sau đó thì mình sẽ quay với hai phiên bản được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS để các bạn có thể so sánh, nhìn kỹ hơn, đưa ra quyết định lựa chọn cho mình một cách cụ thể hơn cùng với mức giá bán trong thời điểm tháng 7 năm 2024. Với mẫu xe Honda Winix là một phiên bản tiêu chuẩn màu đen bóng các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây. Trang bị của nó thì cũng đầy đủ các bạn nha, ngoại trừ không có cổng sạc và không có ABS mà thôi. Vẫn có chìa khóa thông minh Smart Key, sẽ nhỉnh hơn so với dòng xe Exciter phiên bản 1:5. Với mẫu xe Exciter phiên bản 1:5 này, phiên bản tiêu chuẩn màu đỏ bóng, cũng không có ABS và cũng không có cổng sạc. Đồng nghĩa với đó thì nó cũng sẽ không có hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key mà chỉ trang bị hệ thống chìa khóa thường mà thôi, các bạn lưu ý cho mình như vậy. Ngàm phanh của hai phiên bản tiêu chuẩn này đều là ngàm phanh 1 piston. Các bạn theo dõi cho mình một chút ở phần ngang xe trên mẫu xe Exciter phiên bản 1:5. Với khối động cơ 1:5 phân khối, khối động cơ này cho ra công suất mô-men xoắn nhỉnh hơn so với dòng xe Honda Winix. Cụ thể là công suất là 17,9 mã lực, mô-men xoắn vào khoảng tầm 14,4 Nm. Còn dòng xe Honda Winix thì chỉ ra cho ra công suất vào khoảng tầm 15,6 mã lực và mô-men xoắn vào khoảng tầm 13,5 Nm mà thôi. Nó sẽ thấp hơn các bạn nha. Còn lại mọi thứ trang bị trên xe gần như có nhiều điểm tương đồng với nhau, như màn hình Full LCD, rồi tổng thể thiết kế mạnh mẽ phong cách, khối động cơ đều ở phân khúc từ 150 đến 100 phân khối. Hiện tại thì với dòng xe Exciter phiên bản 1:5 này thì vẫn đang trang bị hệ thống đèn xi nhan là sử dụng bóng halogen mà thôi. Nhưng nút chức năng phía bấm của nó sẽ nhỉnh hơn, nó có cả nút tắt bật động cơ rồi tắt bật đèn hazard. Trong khi đó thì dòng xe Honda Winix sẽ không có nội dung này, các bạn có thể lưu ý cho mình như vậy. Phiên bản tiêu chuẩn của nó cũng sẽ có 3 màu sắc, bao gồm có phiên bản màu đỏ bóng, phiên bản màu đen bóng và phiên bản màu vàng bóng các bạn nha. Còn đối với dòng xe Honda Winix cũng sẽ có 3 màu sắc, đen bóng, trắng đen và đỏ đen, cũng đều là những màu sắc bóng luôn, để các bạn có thể lưu ý cho mình như vậy. Mức tiêu nhiên liệu của phiên bản Winix là 1,98 lít trên 100 km, còn Exciter sẽ ăn xăng ở mức là 1,91 lít trên 100 km. Tuy nhiên thì so sánh ra gần như tương đương thôi, không chênh lệch nhau quá nhiều mà thôi. Hồng dòng xe Honda Winix trong thời điểm tháng 7 này, tại lý đang bán mức giá bán vào khoảng tầm 37 triệu các bạn nha, 37 đến 38 triệu. Nên mình nói con số dao động như vậy, bởi vì sẽ có tùy theo thời điểm khác nhau. Rẻ nhất sẽ vào khoảng tầm 37 triệu nếu như các bạn đến đại lý nó tốt năm giới thiệu, hoặc có liên hệ trước thông qua số điện thoại của bạn Quỳnh Trang là 036 2973 808, sẽ được giảm giá bán của xe một chút nữa. Còn đối với dòng xe Exciter phiên bản 1:5 ấy, giá sẽ nhỉnh hơn vào khoảng tầm chục triệu. Cụ thể mức giá bán lúc này vào khoảng tầm 47 đến 48 triệu các bạn nha. 47 đến 48 triệu cho phiên bản tiêu chuẩn, không được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS. Với dòng xe Exciter nó sẽ có thêm một phiên bản nữa cũng không có hệ thống phanh chống bó cứng ABS ấy, giá bán của nó sẽ nhỉnh hơn bởi cái option của nó đầy đủ như chìa khóa thông minh, cổng sạc, ngắm phanh hai piston. Giá của phiên bản cao cấp sẽ vào khoảng tầm 51 triệu, tức là cao hơn vào khoảng tầm 13 triệu so với dòng xe Honda Winix. Tiếp theo các bạn có thể theo dõi trên màn hình, với hai phiên bản được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS đều là những phiên bản rất đẹp. Một bên là màu sắc đen nhám, phiên bản cao cấp năm 2024. Còn một bên là phiên bản màu trắng, trang bị cặp mâm màu vàng đồng. Đây là một phiên bản phanh ABS của mẫu xe Exciter phiên bản 1:5. Mình cũng sẽ lướt qua một vòng trước đã, sau đó sẽ báo giá cụ thể để các bạn có thể theo dõi được kỹ hơn. Tuy nhiên khi các bạn đến đại lý nha, với địa chỉ cụ thể của đại lý xe máy nhập khẩu Tân Tạo, 1164 đường tỉnh 825 tỉnh lộ 10 phường Tân Tạo quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh. Một đại lý khá là to luôn, với đầy đủ các mẫu xe từ chính hãng trong nước đến nhập khẩu. Thì các bạn có thể có cho mình những cái sự lựa chọn khác nhau, kể cả từ những phiên bản sơn zin đến sơn độ 3D, từ những phiên bản với những cái đồng bộ phụ tùng của nó nguyên zin, đến các bạn có thể lên cho nó những cái phụ tùng nhìn đẹp hơn, phong cách hơn. Những món phụ kiện đắt tiền cho xe sẽ được giảm từ 30 đến 50% giá trị của nhóm phụ kiện này các bạn nha, khi các bạn mua dòng xe Honda Winix và dòng xe Exciter phiên bản 1:5, nếu đến đại lý nói tôi đang giới thiệu hoặc có liên hệ thông qua số điện thoại của bạn Quỳnh Trang. Vị trí rẻ chấm bùn phía sau của dòng xe Exciter đã được thay đổi đi rồi, mình nhìn thấy nó đẹp hơn, phong cách hơn, đèn xi nhan được làm nhỏ gọn hơn bằng hệ thống bóng LED các bạn nha.
Còn đối với dòng xe Honda Grid thì trang bị hệ thống đèn trên xe là full LED 100% kể cả hệ thống đèn xi nhan của xe. Bình dầu với giảm xóc phía sau đều được trang bị trên cả hai mẫu xe, kèm theo đó nữa là ba ga để đồ và chống đổ trước sau của xe các bạn nha. Đây là phiên bản cao cấp, trên cả hai mẫu xe đều được trang bị cổng sạc này, chìa khóa thông minh Smart Key, màn hình full LCD đều được trang bị đầy đủ. Các bạn có thể theo dõi một cách cận cảnh luôn cho mình trong thời điểm hiện tại như vậy. Tuy nhiên thì dòng xe Exciter này nó cũng sẽ nhỉnh hơn ở khối động cơ một chút này. Cũng như với đó ấy, là cái hệ thống phanh chống bó cứng ABS được trang bị trên cả hai mẫu xe. Nhưng ngàm phanh của Exciter sẽ là ngàm phanh 2 piston, còn Winner X sẽ là 1 piston thôi các bạn nha. Đây các bạn có thể nhìn theo dõi mặt đồng hồ trên dòng xe Exciter phiên bản 105. Màn hình đơn sắc, còn dòng xe Honda Grid là màn hình âm bản với nhiều màu sắc hơn. Đầy đủ các màu sắc để các bạn có thể theo dõi được kỹ hơn. Giá bán hiện tại của dòng xe Exciter phiên bản 105 cho hệ thống phanh chống bó cứng ABS đang duy trì mức giá bán từ 53 đến 54 triệu, kể cả màu sắc phiên bản giới hạn các bạn nha. 53 đến 54 triệu. Cao hơn vào khoảng tầm 13 đến 14 triệu so với dòng xe Honda Grid khi Honda Winner X phiên bản là cao cấp cũng như phiên bản thể thao đường đua HRC có ABS đều được bán chung mức giá bán là 40 triệu đồng. Đây là hệ thống phanh chống bó cứng ABS. Hai phiên bản này thì mức tăng nhiên liệu gần như tương đồng với nhau. Winner X là 1,98 lít trên 100 km, còn Exciter sẽ là 1,99 lít trên 100 km. Trọng lượng của phiên bản có ABS trên dòng xe Exciter nó sẽ nặng hơn so với phiên bản tiêu chuẩn các bạn nha. Tiêu chuẩn là 119 kg, còn ABS lên tới là 123 kg. Các bạn có thể theo dõi một cách kỹ như vậy cho mình luôn. Mình sẽ tiến vào phía bên trong đại lý để có thể quay thêm một số các phiên bản khác nữa để các bạn có thể nhìn ngắm thông qua video của mình với đầy đủ các sự tùy chọn khác nhau. Hiện tại đại lý đang có đầy đủ các màu sắc đây. Các mẫu xe từ xe tay ga, xe côn tay đến các mẫu xe số phổ thông đều có đầy đủ. Trong nước cũng có mà ngoài nước cũng có. Những mẫu xe Way 125i của Thái này, các cái mẫu xe như là dòng xe Scorpy v.v. đầy có đầy đủ các bạn nha. Exciter 150 vẫn đang còn hàng, giá bán dao động khoảng tầm từ 42 đến 44 triệu thôi cho bạn nào quan tâm. Rất rẻ với dòng xe Exciter phiên bản 150. Còn 150 ở đây có những phiên bản cao cấp không qua ABS này, giá 50-51 triệu. Rồi phiên bản phanh ABS thì giá từ 53 đến 54 triệu như mình đã báo các bạn cùng tham khảo rồi. Thiết kế khá mới. Kể cả Exciter phiên bản 105 của năm 2023 vẫn đang còn hàng các bạn nha, với mức giá bán duy trì ở mức từ 46 đến 48 triệu thôi cho phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản cao cấp. Hàng thì có đầy đủ, các màu sắc sơn độ 3D để các bạn có thể thoải mái lựa chọn luôn. Theo phong thủy, hoàn toàn là ok. Winner X cũng sẽ có những phiên bản V3 vẫn đang còn một số chiếc đại lý, cũng có từ những màu sắc sơn zin đến sơn độ 3D. V2 thậm chí vẫn còn một chiếc luôn để các bạn có thể lựa chọn cho những bạn nào quan tâm. Đó là tổng thể toàn bộ nội dung như vậy. Rồi, các giá này của mình, nếu các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top Nam các bạn nha. Xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.